Hello Dung Ròm, chào cả nhà. Bữa nay Dung Ròm được ít tép rồi cả nhà. Bữa nay mình định nướng tép ăn cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà cùng xem và nướng tép với Dung Ròm nha. Bây giờ mình làm nước chấm nha cả nhà. Cái này là nước me, Dung Ròm dầm ra nè, nó nước me này. Dung Ròm bỏ thêm đường với bột ngọt vô đây cho nó vừa ăn ha. Đây là me nè, hột me còn luôn nè. Rồi bây giờ cái này đậu phộng nha, đậu phộng cho vô luôn. Cái này là tỏi phi, thêm chút ớt bột nữa cho nó cay. Quậy lên. Rồi bây giờ tôm mình bắt lên mình nướng, mình rưới cái này lên. Trời ơi nó ngon, quá ngon luôn đó. Xong cái phần nước sốt rồi, bây giờ mình đem tôm mình nướng ha. Tôm mình xỏ kia cô be đó cả nhà, giờ đem tôm nướng thôi. Quá nóng. Bữa nay nướng mắm me, nướng mắm me mà có ớt luôn nữa, mắm me ngon. Bữa nay Tết 28 Tết người ta hát quá trời cả nhà ơi. Anh nên người ta hát quá trời, hát rồi mình đi mua bia mình về mình nhậu luôn đó. Thẳng này có mùi ngon nè. Đó. Mua bia về nhậu ha, em anh nhậu. Ha. Đi. Đi đi. Đi đi. Dân bóp em lấy đi. Nếu như thiếu anh bụng đi. Thùng bia 200 mấy á. Mà em có cái máy không à, còn anh bù 200. Cái này nó lỗ lút luôn các bạn. Có gì đâu lỗ. Em có cái máy rồi, còn anh đi mua anh bù thêm 200 đi. Mua cái bia 200 mấy. Rủ nhậu mà kiểu này với... Thì em hùng mồi, em đang nướng mồi rồi anh hùng bia đi đi. Để nhậu quá. Đi. Làm liền, nói là làm mà đi. Nhanh. Lát về làm kiện nha. Anh. Cạn túi của Dung Ròm luôn rồi. Còn nó chơi làm thiệt trời. Qua mình mua gọi nhiêu kia thiếu kia. Em chỉ nói chơi thôi mà, em biểu anh bù cái 200 mà tại sao anh móc túi em? Thì nãy em kêu móc túi mà. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Coi nè, nó chơi làm thiệt nè. Để ngược không? Bởi vậy thiệt kịch. Mình thơm công nhận, tôm mình nướng lên thơm ghê ha. Trời ơi, chứ dắt bia về thiệt kìa. Quay chưa? Cả nhà Dung Ròm nói chơi thôi làm thiệt rồi nha. Công nhận đi chứ. Bia về ăn Tết luôn. Đâu đấy, hụt trở này. Sót lên luôn, bây giờ sót luôn rồi đó. Dạ. Quay chưa? Rồi. Nói chuyện lại. Nó ngon. Thơm không con? Dạ thơm. Quá thơm ha. Lát cho ăn. Đây bây giờ mình sẽ tha cái này lên trên mình con tép rồi cả nhà. Ồ cái này nó chảy dưới uổng quá ta. Hơi bị uổng ta. Chắc nhúng ngay đi ha. Tép nó rút cái nước này vô là cả nhà ngon lắm. Bữa nay người ta hát quá trời. Đang Tết. Hấp dẫn cả nhà ơi. vừa nướng mà vừa chảy nước miếng luôn á. Bây giờ chín rồi cả nhà ơi, quá ngon quá thơm. Giờ mình xếp lên ăn nha. Ăn tôm nướng nha. Tôm nướng này muối ớt bao nhiêu lần? Tôm nướng nước canh nước me, nước sốt me. Tôm nướng sốt me các bạn ơi, chấm nước sốt me luôn. Rồi vô. Ngon lắm á. Rồi cả nhà ăn tôm nha. Cả nhà ăn tôm. Quá ngon luôn. Tôm sốt me. Đâu rồi. Chua mà ngọt. Gọi. Tôm nhảy, tôm nhảy. Tôm nóng ha. Nóng sẵn này. Ngon quá. Rất mẹ chua ngọt là kia. Vậy được. Có cái vị ngon quá. Có ớt nữa, ớt bột vô nó cay cay ngon lắm. Ngon quá. Ngon quá nhà, nên nếm ở ngoài không cái vỏ mà ngon này đó, miếng ở trong nó thấm gì chưa? Ông ngoài vỏ cũng ngon nữa hả? Vậy anh đừng lột. Nó thấm rồi. Lỡ lộn cái ăn lát ăn luôn. Không lát ăn giòn. Ăn luôn. Cẩm nè, mắm me luôn. Kết me. Mời cả nhà nha. Ngon. Ngon rau vô. Ngoài ngon nghe vậy. Dạ. Giờ xả xuống này ngon à. Bữa nay cả nhà mình đã ăn tất niên cuối năm các bạn. Bà mình ho quá không uống bia hả? Giờ uống rượu, uống thuốc. Uống thuốc bằng ly thôi các bạn ơi. Uống thuốc bằng ly mới được à. Bình An. Nhận sự như ý. Thịnh Vượng. À Khang Thịnh Vượng. Tấn Tài Tấn Long. Tại chúng ta luôn ạ. Chúng ta Long rồi đâu. Có quan nữa. Cả nhà YouTube thì cả nhà Dung Ròm cái thân thiếu như ngoạn. Wow, tôi nhận bia thử chiếu cô ngọt thiệt, bên ngọt luôn á. Không, có 200 ngàn có Dung Ròm. Em thôi á, thằng bia có 200 mấy à. Em có cái máy rồi, còn anh thì anh mua 200 đi. Tưởng sao vô bóp lục hết trơn của em lấy 200 ngàn của em không, anh mua cái máy không à. Kỳ cục không? Nói chơi, nó ăn nói ăn là bộ nó chơi thôi. Tự nhiên đi mua bia điện luôn. Rút kinh nghiệm. Không nói chơi thử chiếu nữa. Nói chơi thử chiếu làm thiệt không? Kỳ cục quá. Không ngờ bắt đi làm thì thèm bia quá. À thì đây là đẹp bia à? Chung Ròm nó chơi mình làm đẹp quá hả? Ăn đi trời. Ăn nữa đi ba. Nhóc luôn à. Nó ngon thiệt là ngon luôn á. Ngon quá ăn cũng vô. Dạ. Ăn lâu không? Chấm 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 này cả nhà. Quết như vậy nè. Quết cho nó dính nhiều một chút. Cái nào cháy bỏ đi. Ngon á. Nào cháy bỏ đi, đừng ăn nó cháy. Mày hiểu không? Cái nào cháy bỏ. Em muốn hết không có rồi. Thấy ăn tốt. Sao em chấm hết cái chén nước chấm mà thảo chứ nguyên rồi. Tôm sống. Tôm sống nữa ba. Trời. Tôm sống. Vậy nè. Vậy em đớp luôn. Nó bún dòng Tết ăn gì cũng được hết. Quá ngon. Cũng cay ha hả chị? Ớt rồi thấy gì cay? Có nước không? Chấm. Bữa nay ăn món này ngon quá. Rồi nước chấm. Nước cái đồ thỏng. Giòn giòn béo ha. Cào qua uống miếng bia. Ba lột rồi ăn đi. Ba ăn vỏ dính xương. Ủa dính răng. Ba lột ra ba ăn á. Ba mẹ lột vỏ. Ba. Anh nói đây là đúng không? Để không ngoại hay. Chút xíu chấm bia lại. Ăn dạ ăn hồi nãy ăn rượu giờ ăn nhiều quá giờ tối ngủ được không? Được quá. Trời khó ngủ giờ tại ngon quá rồi nhớ. Con thèm. Ngon quá con thèm. Bây giờ Thảo Chiếu viết video cho ở nhà xem ở nhà. Bây giờ Thảo Chiếu xích chiêu. Tiếp tục xích chiêu rồi các bạn ơi. Ở nhà uống lại một ly nữa nha. Vô. 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 1, 2, 3. Vô. Vô. Kỳ tao uống bia cái dùng mình cái gì vậy? Đã. Em nấu bia là phải dùng mình là kỳ đã đó. Đắng hả? Cái gì vậy? Nó kỳ quá. Lần nào vậy em nuốt nên phải dùng mình cái. Không ngồi uống nước trà cũng kha kha. Không ngồi uống nước trà cũng kha. Không uống rượu đâu phải uống trà. Không phải uống rượu á. Rượu thuốc á. Mà hôm nay uống rượu thuốc Diêm Hồng quá không uống nước đá rồi các bạn. Rồi nhà tôm nha. Vui đâu uống nha. Để ăn chúng có hột me vô không? Ra luôn, ra không? Đã luôn. Để nhìn. Lúc này lát nhai chứ giờ mà nhai hột me ăn hết tôm sao? Nhai lại đi. Vụ không mà cả nhà, không chữ vụ nữa. Quá đủ rồi. Đổ thì nhiều quá uống hồi sỉnh sao? Uống hết thùng mà. Lát uống hết ngồi uống mình á. Ăn hết được ăn là ngồi uống mình. Ủa, mình ơi. Em đừng lết nữa đó. Lại vô mình ơi xịn. Em xịn thiệt. Cái con rau vậy này rất hay. Uống ngày mai còn chưa đâu đi. Còn chưa hết rau mình ngủ còn không. Nói vậy dễ gì? 2-3 đâu. Thôi mình uống xong mình nhà mơ mình đi bộ đi làm mà. Đi bộ kia đâu hỏi. Hết còn đi xe mà. Không đi bộ nổi thì biết xe ôm đó. Xe biết được. Có điều đó. Trời cái uống này sáng tỉnh tỉnh ra mà. Đưa. Tỉnh nhưng mà trong người còn có nồng độ. Còn hết thôi. Không uống không? Phải rồi không? À, phải rồi. Rồi sao? Em? Dùng phải lọc lại. Thật ra không? Cái mà đi lọc. Cười quá không? Là cái này sao hả? Bà uống chứ 3 con rượu Hồng Kông đó là mỗi bữa cơm uống được nửa ly uống không phải à. Rượu thuốc à? Rượu thuốc. Còn ra lại thấm, ngon quá. Nhẹ với nước sớm luôn á. Thôi mẹ. Bán thêm ba, nóng cho hả? Thôi, ngồi. Đây. Con nữa nghỉ. Con nữa đi. Con nữa cuối cùng đi. Ừ. Con cuối cùng đi. Thiệt mà. Con cuối cùng đi. Con cuối cùng đi. Con cũng cười. À, con cuối cùng đi. Để lát tết vô kia. Tối vô một ngủ được các bạn. Tiếc. Ngủ được. Bữa nay mình ăn con đó ha. Ngon quá ha. Cháu ăn nữa. Còn cái rượu nữa cho nó vô. Lát tiếp nãy phải ăn tiếp. Không có ngon. Ăn vô kèm vô. Gấp trái hả? Gấp rồi lại không? Em hết ở Quế. Ở trên thằng đào này thường nó đắng vậy hả? Đào rượu này nó giống cái gì cây nấu dầu á. Đúng vậy. cây bột bột chứ không mình phải ăn nước cá rau thơm lúc vậy à. Cái kim cương điên nó cũng giống như rau thơm vườn nha. Nói lại vậy. Bóc giùm dương gồm nè. Bóc giùm chứ đừng ăn nha. Vô tôm. 1, 2, 3. Vô. Hết tôm cả nhà ơi. Thôi video dung ròm kết thúc tại đây cả nhà. Giờ này đã hết tôm rồi. Dung ròm đi ngủ đây. Chỉnh rồi. Kết thúc sớm là con tôm này mất luôn á. Không sao. Bây giờ dung ròm kết thúc sớm này dung ròm lại ăn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý nha. Bye bye.